Đây, Giờ cái này cũng thầy hơi khó. có thể chia sẻ về cái phường sao bị tháo gỡ đi cho mọi người biết. Thì cũng là một cái nhân viên như thế này, là cái năm rồi thì có gặp một cái vị Phật tử. Vị Phật tử đó thì cũng đến chùa cũng thắp nhang bình thường thôi. Thì lúc đó thì cũng ngồi uống uống nước và nói chuyện như thế này nè, thì Phật tử mới nói là thôi khi nào mà thầy sửa chùa đó thì Phật tử phát tâm cúng là 10.000 đô, tại vì cái vị đó là ở bên nước ngoài á. Thì cũng vắng một thời gian tới sau này. Thiên Phúc xin chào cả nhà nha. Ngày mới Thiên Phúc xin chúc cả nhà nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe và thành công trong mọi công việc nha cả nhà. Hôm nay Thiên Phúc lên trao số tiền, cùng nhóm lên trao số tiền cho thầy mà lúc trước Thiên Phúc lên mà đăng lên trên trang Facebook cá nhân của mình, được nhiều người chia sẻ và được nhiều người chia sẻ cho thầy xây chùa để thầy có tiền xây sửa chùa mà thầy đang làm lỡ dở trên con đường tu tập của thầy nha cả nhà. Thì hôm nay Thiên Phúc được đi với cả nhóm lên trao lại số tiền cho thầy. Tí nữa Thiên Phúc lên đọc cái số tiền mà trao cho thầy nha cả nhà. Cả nhà đón xem Thiên Phúc lên đi cùng nhóm trao số tiền để thầy có một phần kinh phí để xây sửa chùa thêm. Thiên Phúc chia tí nữa Thiên Phúc chia sẻ là tiếp cho cả nhà xem. Là nằm ở chùa này là có tên là chùa Đồi, chùa Đức Lâm, nằm ở ngã ba Vũng Tàu nha cả nhà. Thiên Phúc tí nữa chia sẻ cho cả nhà xem. Cả nhà đón theo nha, theo dõi video tiếp theo của Thiên Phúc nha cả nhà. Đây là đường vô chùa Đồi, chùa Đức Lâm nha cả nhà. Cả nhà đón theo dõi Thiên Phúc chia sẻ về cho 26 triệu đồng cho thầy để thầy có thêm kinh phí để xây dựng chùa nha cả nhà. Thiên Phúc có làm có kênh câu lạc bộ chim chào mèo, cả nhà có yêu quý chim cảnh đăng ký ủng hộ cho Thiên Phúc nha cả nhà. Xe bà Tâm Rượu sợ với dính gặp. nhậu rồi Bà nhậu phải đi với bạn nè bên bữa bên. Sáng chị bán mà học cũng đã em.
dốc lên khá cao nha cả nhà, hẹp mà cao, làm đường để tiếp cho cả nhà xem. Không. Chơi gặp rồi thấy rồi. Mở cửa kìa. Xuống mở cửa đi. Wow, còn xe lắm, ngồi đi, ngồi đi, đi mở cửa. Mở cửa nha. Khi nào có làm mấy cái chuyện này. Đây là phúc nói là giờ là làm bằng sắt nha cả nhà, đang xây dựng lỡ dở không có đủ kinh phí để xây. Hiện tại giờ mấy cái mạnh thường quân xây đóng góp cúng dường xây cho thầy để thầy có kinh phí trang trải cả tiền thợ từ này từ kia nha cả nhà. Đây cũng là Phật tử mà mạnh thường quân mới cấp góp Tâm vô đứng vô tâm. Có gì đâu. Quan trọng cái tâm của mình thôi chứ quần nào cũng được mà. À, toàn cảnh đây, trên chùa đồi nha cả nhà. Tên là chùa Đức Lâm. Hai Thiên Phúc cùng nhóm từ thiện của Thiên Binh Thiên Phúc tới giao số tiền cho thầy, chia sẻ rồi quay tiếp cho cả nhà xem thầy. Nhờ xây dựng thấy khá rộng cả nhà. Có là sợ cho mình hại sợ thì giao lại cho thầy.
Đây là chùa mà dỡ ra nha nha, dỡ ra giờ thờ Phật đồ bên đây. Quay chia sẻ thêm để hiện tại chùa tháo dỡ, còn lỡ dỡ dựng cái nhà to, nhà tiền chế lên để thờ Phật. Chứ mà giờ con hứa nhiều quá rồi, khi mà giờ thầy cũng trông mong á, mình đọc cho niềm tin vô nhiều. Hứa rồi tặng cho thầy cái này, tặng cho thầy cái kia. Dạ. Trong một cái xây chùa như vậy rồi làm cho mình bị thiếu hụt kinh phí. Dạ. Thì có nhiều Phật tử cũng thắc mắc, cho nên hôm nay con lên để mình biết được sự thật là dạ. Như thế nào. Dạ. Để mình còn kêu gọi để cái gì được cái nhiêu hay nhiêu. Không thì thầy cũng tâm sự thật với Phật tử là cuộc đời thì thầy nghĩ là cái cánh cửa này nó đóng, cửa khác nó mở. Thì sau lúc mà thầy làm thì thầy cũng nghĩ là thôi mình cứ làm gì cho Phật pháp, không phải là mình xây cái chùa để riêng cho mình ở, xây cái chùa để cho Phật tử tu tập hành trì. Thì cái lúc đúng rồi có một cái nơi tam để thờ Tam Bảo để cho Phật tử cái tín ngưỡng mà đó, thì sau này thì cũng gặp nhiều Phật tử nhưng mà người có ít lòng nhiều, thì nói chung là tới ngày hôm nay thì xây cũng được nó như thế này là nó cũng ổn hơn ngày trước. Chứ hồi trước mà đập cái chùa ra là coi như là cầm đúng trong tay luôn á, là chỉ có khoảng hơn 400 triệu luôn, là vừa tiền của Tam Bảo là khoảng 200, rồi cái cô Phật tử của thầy có cúng 200 nữa, là 200 mấy. Dạ. Dạ. Cái vàng sắt này là 530 triệu, là cái vàng sắt này nó còn lên hai cái nóc chùa nữa, là riêng cái phần sắt này rồi cái công lập ngói luôn. Còn cái phần thô này á, thì ở đây á, thì thầy không có tiền mà để giống như là mình cho người ta mạo mà người ta mướn ăn ngày.
Mà tiền công thì hôm nay là thầy tính cái hóa đơn là tầm 2 tháng nay á, là khoảng gần 200 triệu tiền công thợ rồi. Nó mới chỉ được có vậy thôi. Giờ là coi như là lúc đầu thầy tính cho nghỉ rồi. Dạ. Cho nghỉ rồi, nhưng mà mấy ông thợ mấy ông nói với thầy là thôi thầy ơi, bây giờ á tụi con làm mỗi tháng á, mỗi tuần á, thì thay vì ví dụ cái tuần nó 10 triệu tụi con lấy phân nửa thôi, còn cái tiền đó thì thầy có để từ từ cũng được, để cho anh em có công việc làm với cái chuyện của chùa đó, mình làm cho nó làm luôn cái công trình chứ không có cho nó nghỉ. Tại vì hiện giờ dạ 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 là cái này trên này thì cái này là cái chánh điện mà nữa mình thờ Phật bổn sư á, còn bên đây là mình thờ hai vị Bồ Tát hai bên. Còn cái gian cuối cùng á, thầy bên thầy đó là cái gian tổ đường á. Dạ không, chánh điện là ngay chỗ này. Dạ cái này cái cầu thang nữa bước lên đây, rồi ở hai vị Bồ Tát là mình thờ hai bên này, còn cái gian cuối cùng là mình thờ tổ và thờ những vị hương linh á, cái cửa chính. Dạ dạ, hướng cửa chính là nó cùng chiều với cái hướng tượng mẹ Quan Âm. Còn cái bên kia là cái phòng khách, rồi phòng mấy thầy nghỉ ngơi, nhà bếp đồ á, là nó nằm cái khu bên kia, nó nằm riêng. Còn cái khu trên này là khu thờ phượng hết. Dạ còn cái phần mà ở trước này nè là thầy không có xây, thầy chỉ xây tới cái cây cột đó thôi, cái cửa tới cây cột đó. Con thấy không, ở ngoài này thầy làm cái dạng giống như là một cái chữ A theo cái kiểu mà trên chỗ mà miếu năm mẹ đó, ở đây cho nó thoáng để có lễ lọc cho Phật tử ngồi ở ngoài này cho nó mát chứ không cần phải xây. Dạ đúng rồi, đúng rồi, cái chánh điện là chỉ từ ở trong cái tường nó gạch đó thôi. Dạ cái gốc cây này là bắt đầu mình làm nó như chỗ này nè, chữ A đó. Dạ. Cho nó thoáng, cái giếng không có lắm rồi, cái liếng mà mình mở một cái miếng đa, có một cái miếng đa, tại vì cái giếng nó có từ ngàn xưa giờ lâu rồi, từ lúc mà lập chùa tới giờ rồi. Dạ cái giếng đây nó xuống có 5 mét, mà giếng nước dữ lắm, nó hơn 5 mét thôi. Dạ cái giếng nằm ở bên không có đậy cái nắp lại, cái miếng đan thôi, vẫn xài cái giếng ở chùa, vẫn xài ra cái thứ nước tới cây nè, vẫn xài nước giếng ở đây. Dạ dạ, thì hôm nay là thợ cũng nói với thầy là ngưng, nhưng mà thầy nói với thợ là ngưng, nhưng mà thợ nói thôi giờ làm ít người thôi, rồi nói chung là chàng, tại sắp tới á là thầy dự trù cái tiền mà khoản trả cho cái bên sắt á là 530 triệu, mà thầy trả được 430 triệu rồi, còn 100 triệu là cái tiền mà khi mà hoàn công bên sắt á là mình phải thanh toán cho người ta. Phần sắt là phần sắt đây đấy, sắt mà sắt là trụ cột đó, rồi còn lên mấy cái mà hai cái nóc mái chùa nữa. Thầy không có lên lầu, nhưng mà nó còn cái nóc mái trên nóc mái chùa. Không, nó là hai cái mái, một cái mái trên thêm cái mái dưới nữa, nó là cái nóc mái chùa. Rồi còn cái phần mà ngói á, là mình phải chuẩn bị cho người ta, để người ta cái công phần đó người ta lãnh luôn cái phần lập ngói, tại vì nó cắt sắt rồi ngói. Dạ. Dạ dạ. Họ lấy chi phí này kia, lấy đồ cũng lấy giống thôi. Dạ. Còn cái thật sự ở đây á, thì vật tư á, được cái á, là cát đá là cái cô Phật tử cổ hay đi chùa, thành ra là cổ là Phật tử ở đây, thành ra cái dựa cát đá cổ nằm ở gần với chùa, cổ bán cái giá là cái giá mà cổ nhập luôn. Dạ cúng dường đó. Dạ chứ cũng không phải là mình mua mắt. Rồi cái ngói thì cũng thay vì cái miếng ngói đó, theo thầy biết á, là ở ngoài nó bán tầm khoảng 27.000, 26, 27.000 gì đó một viên ngói á, nhưng mà cái cô này cổ cũng lấy giá công ty tầm khoảng 22, 23 ngàn thôi, nó rẻ hơn được tới mấy ngàn một viên. Yeah. Bên đây cái chánh điện, coi mình có vô cho chú Thiên Phúc có quay. Dạ, để thầy mở cái chánh điện cho mấy cô vô lễ Phật. Chánh điện cũ để tụng kinh ở đây đó. Dạ. Dạ bữa có con ngon gì lát rồi nó mất tới đó, có phụ ở cái phụ ở mắt thâm thâm
Úc về là nó mới tới. Đúng rồi, chiều. Tư mà sư cô ba. Sư cô ba. Dạ. Là sư mà để chủ giao lại cái. Dạ không phải. Có nghĩa là sư cô ba, cái chùa này là của ngày trước đó, là trong cái thân tộc họ lập ra, thì chủ yếu là lập ra là để trong gia đình thân tộc ai có căn duyên mà xuất gia tu á, đúng ra hồi trước ở đây thì cứ hỏi cái am thôi, bây giờ họ cứ kêu bằng cái am của bà cô, bà cô ba đó, là cứ giống như là từ nhỏ tới lớn là họ quen cái từ đó rồi, nó cả trăm năm nay rồi. Là sư cô ba là về đây là năm trước sư cô ba nó thầy nghe mấy vị lớn nói đó là cũng có một cái vị mà về đây ở nhưng mà ở không được, ở rồi cái thời gian rồi cái không ở được, cái lúc sư cô ba về ở được một thời gian rồi sư cô ba mắc lại mới truyền lại một cái sư cô nữa, là sư cô là cũng cái tháp cái bên đó là sư cô mèo đó là ở đây rồi bắt đầu là có giống như là vừa tu theo Phật nhưng mà cũng có một cái phần là bên tâm linh linh căn á, mới là lập lên cái miễu nằm mẹ ở đây rồi giống như nuôi con nít rồi chị bệnh tà rồi chị này kia rồi ở sớm hay là ở đâu đó người ta bị những cái điềm này nọ đồ trong gia đình đó, con nít khó nuôi đó cứ đem lên là sư cô nuôi hết rồi sau này truyền lại thêm tới hai ba đời nữa thì mới tới sau này cái không ai kế thừa nữa, thì lúc đó cũng có giao cho một cái thầy về đó thay ở nhưng mà do cái giấy tờ hồi trước nó chưa có rõ ràng, tại vì cái đất chùa với cái đất cổ mộ rồi cái đất của gia đình đó, nó nằm chung trong một cái nó không có sổ luôn, nó một cái thửa, thì sau này muốn giao cho cái vị thầy nào về đây đó, thì gia đình nó thôi bây giờ tách cái sổ riêng ra, cái sổ của chùa và cái sổ của đất nhà để sau này nó khỏi, sau này cái người những người con trong gia đình không có tranh chấp, thì đó đời của thầy là giao là có cái sổ mà đi chung này. Đường đó nè. Dạ cái đường này là đường nội bộ, đường đi chung. Cái đường nội bộ dạ. Của cái chùa, cái hộ gia đình đó. Dạ, hộ gia đình và cả cái phần mà bên mộ luôn. Tại vì cái mộ bên đó là chôn rất là nhiều người thân tộc trong gia đình. Đi đường này. Cũng đi đường này luôn. Dạ dạ. Rồi hồi năm rồi á là cái đường này là không có vậy, là cái đường đất không à. Thì Phật tử cũng có phát tâm lại thì thầy cũng làm lại cái đường đan. Vì có một cái vị cũng về đây mà không có ở đây mà mỗi tháng giống như về đây đi phụ Phật tử sám hối, tội Phật tử ở đây lắm, ở đây là Phật tử người ta rất là thích, giống như là đi chùa tụng kinh bái sám mà một thời gian quý sư cô mắc rồi không có ai kế thừa đó, rồi Phật tử tự về nhưng mà chùa thì không có người để mà làm đạo quản lý thì Phật tử từ họ đi hết, họ không còn chủ ở đây được nữa, thì tới sau này thì về gần Đồng Nai. Dạ vừa qua cầu Đồng Nai là đây là biên hòa đó của Hiếu Ngọc. Dạ, biên hòa Đồng Nai. Còn cái cầu Đồng Nai nãy là nó thuộc về quận 9 của thành phố của mình, quận 9 cũ, bây giờ nó thuộc trước đây là thầy ở gốc ở đâu? Quê gốc của thầy là ở Sóc Trăng. Nhưng mà lên xuất gia ở đây là cũng nay cũng khoảng 14 15 năm rồi. Hồi trước là thầy ở ngoài chỗ dốc 67 á, ở ngoài Bà Rịa đổ Long Thành á. Dốc 67. Sao mà ông phải cây 67 á, 67 69 gì ngay chỗ Thường Chiếu đồ đó. Gần Thường Chiếu đó nhưng mà thầy xuất gia là ở chùa với Sóc Trăng. Dạ nhưng mà hồi đó là đi xuất gia cái bà má nuôi á bả thương quá, bả cứ mỗi tuần cái chạy lên ghế rồi cái đầu không ở được. Không ở được cái mấy là trốn từ ở dưới Sóc Trăng chạy về tới ngay chỗ mà Long Thành đó, bây giờ nó là chùa Long Phước Thọ đó. Ở đó cũng một thời gian. Sao có cái duyên á thầy cũng về lại ngay chỗ quận 9 ngay chỗ sư phụ ở. Ở thời gian thì nói chung sau này mấy thầy đều lên trên Bình Thạnh cũng ở một thời gian. Tới sau này về đây là cái nhận cái chỗ ở đây chắc cái duyên với gia đình á. Gia đình lúc đó là đang mùa dịch nữa, 2000 thầy nhớ 2019 á là chuẩn bị là bên Trung Quốc nó có dịch nó bùng nó giãn cách xã hội lần thứ nhất luôn. Dạ. Thầy cũng về mới đây. Dạ. Mà hồi trước này là cái chỗ này là không có cái này luôn. Dạ. Nó chỉ là cái một cái sườn rồi cái đồi ở dốc á rồi cái gia đình họ gào bằng cái lưới 40 á. Thì lúc thầy về đây thầy sợ quá. Dạ. Sợ mấy đứa con nít nó lên đây mà lỡ nó có té có gì đó nguy hiểm đó. Thành ra thầy mới làm cái bờ kè hồi cái năm rồi nè. Dạ cái lan can. Dạ. Dạ giờ cho con hỏi cái này thầy có thể chia sẻ về cái chùa sao bị tháo gỡ đi cho mọi người biết. Dạ. Dạ thì cũng là một cái nhân duyên như thế này là cái năm rồi thì có gặp một cái vị Phật tử. Vị Phật tử đó thì cũng đến chùa cũng thắp nhang bình thường thôi. Thì
thì lúc đó thì cũng ngồi uống uống nước rồi nói chuyện như thế này nè, thì Phật tử mới nói là thôi khi nào mà thầy sửa chùa đó thì Phật tử phát tâm cúng là 10.000 đô, tại vì cái vị đó là ở bên nước ngoài á. Thì cũng vắng một thời gian, tới sau này qua Tết thì cái khi thầy chuẩn bị để thầy sửa chữa lại Tam Bảo đó, thì có liên hệ với cái vị đó, thì cái vị đó nói thì thôi thì thầy cứ làm đi, rồi cũng gửi chứng minh nhân dân. Vị đó cũng nói thôi giờ con gửi cho thầy 10.000 không có được, con phải gửi giống như là nhiều lần, mỗi lần chỉ được có 2.000 thôi đó. Thì cái lúc đó thầy chuẩn bị để tháo dỡ chùa đó, thì cũng không phải là mình tháo dỡ chùa, mình cũng nghĩ là cái nóc chùa nó hư nó dột quá, mình chỉ là dỡ cái nóc ganh để mình làm vậy thôi, chứ thật sự ganh yếu mà cái kinh phí mà 200-300 triệu thì không thể nào xây chùa được hết. Dạ. Thì cũng có một cái vị Phật tử ở đây, vì cái nhân viên gì đó, vì cái tâm linh ngay cái miễu bàn ngũ hạnh chỗ trước mặt mình đây, thì có lên để xin á, là để bán cái miếng đất, thì cái vị đó bán được, thì vị đó lên, vị đó cúng cho thầy 200 triệu. Thì thầy nghĩ là cái 200 triệu đó với cái một cái vị bên kia nữa thì cũng được tầm 400-500, rồi Phật tử đóng góp đây cũng được 600-700 gì đó, khoảng đó thôi. Thì mình nghĩ là cũng làm được cái móng rồi, còn tới khi tới đó thì Phật tử ai cúng cái đâu thì mình xây dựng tới đó. Tại vì khi hỏi bên thợ hồ thì thợ hồ họ nói ở thầy xây dựng thì không có lên lầu, thầy chỉ làm cái chánh điện rồi giống như cái nhà Ba Giang ngày xưa vậy đó, là có công trình mình Phật tử mình thấy là như cái nhà Ba Giang. Thì bên thợ hồ họ nói là tầm khoảng 1.3 tỷ trở lại, nhưng mà lúc đó là nó chưa có phát sanh cái nhà bếp, nhà khách, nhà tăng, rồi cái giống như là cái chỗ nghỉ ngơi. Tại vì sau này dự chùa á, là cái chùa mình á, là mỗi tháng là mình tu 2 ngày chủ nhật, thì Phật tử về chùa thì mình cũng muốn xây cái phòng khách để cho có chỗ nghỉ ngơi á. Phật giả là có lễ lộc, Phật tử cũng có chỗ ở lại, cái ngày trước không có chỗ. Thì thầy mới là liên hệ cô đó, thì cô đó cũng đồng ý là sẽ phát tâm để cúng dường, nhưng mà sẽ gửi từ từ, thì khi mà thầy đập ra làm thì thầy nhắn tin với cổ không có trả lời. Dạ, không có trả lời tới ngày hôm nay luôn. Mình cũng không biết có lý do gì, mình cũng không biết, nhưng mà chắc là có nhắn tin Zalo, có điện, nhưng mà không có trả lời thì thôi, thầy cũng ngại quá, thầy cũng không dám, mình cũng ngại, không có điện. Nhưng mà cũng là Phật pháp cũng gia hộ á, thì cũng có nhiều cái Phật tử khác họ gom lại, thì tới ngày hôm nay là thầy xây được cái nền móng, rồi cái phần sắt luôn á, sắt lên tới đó luôn, rồi cái phần mà nhà bếp thì giờ đang xây, là chi phí hôm nay là cũng khoảng gần 1 tỷ. Dạ. Thì có thể là nó sẽ phát sinh ra thêm, tại vì chùa mình cũng không có làm qua văn, như các chùa khác thì họ làm qua văn này kia đồ á, thì nó sẽ tốn kinh phí rất là nhiều. Nhưng mà thầy thì chỉ có làm chủ yếu là có cái chỗ để thờ phượng thứ nhất, thứ hai có chỗ rộng ở trước để Phật tử người ta tu hàng tháng thôi, chứ có cái đạo tràng. Chứ còn về vấn đề mà qua văn thì thầy cũng không có làm nhiều, chỉ làm ngay chỗ Đức Phật đó, bổn sư đó, mình làm hai cái qua văn mà đơn giản ngay chỗ cái chánh điện. Còn ngoài ra là chủ yếu là sơn rồi lập cái ngói ở trên là cho nó chắc chắn. À thôi thì bây giờ con cũng xin đại diện cho các mạnh thường quân, con cũng chia sẻ với thầy về vấn đề đang khó khăn này. Thì chị em con thì cũng quyên góp được một ít gửi đến thầy để mà thầy không được nhiều thì có ít thì được tấm lòng. Đây là tấm lòng của mạnh thường quân của bên con. Con xin phép con sẽ đọc cho những mạnh thường quân để gửi thầy đến số tiền này để mà để trang trải để xây rồi. Dạ thì con xin đọc những mạnh thường quân giúp đỡ ủng hộ em Tiến Ngô 500, bạn Vi Thùy 500, em Vương Nguyễn 300, chị Loan Phạm 300, em Phường Binh Tóc 200, em Mỹ Xuyên 200, em Ký Đường 7 200, bạn giấu tên 200 và một bạn giấu tên nữa 100, chị Phương Trinh 100, em Khoai Lang 100, bạn bán mỹ phẩm Thanh Tâm 200 và cũng bạn này thì cũng dư duyên thêm một vài người bạn nữa, đó là bạn Yến Phượng 1 triệu, và chị Hạnh Nguyễn 500, em Nguyễn Cao 500, Phương Lê 500, em Nguyễn Như 700,
chị Linh ở Bông Trang, Vũng Tàu 500, và em Thiện 500, chị Tống Trung 200, em Thanh Hoàng 200, Sống Trường Giang 500, em Huỳnh Thị Mỹ Linh 300, chị Trang Ngân 5 triệu, và nhóm bạn của chị Trang Ngân 5 triệu, chị Huỳnh Loan đường 7 1 triệu, em Đỗ Linh Tân Tóc 1 triệu, Hà bên quận 9 1 triệu, Phong Thu 1 triệu, Phương Candy Phật Tử 1 triệu, em Dung 500 và doanh nhân Hiếu Văn Hiếu Ngọc 1 triệu. Cũng có một vài người, cũng có một vài Phật tử ủng hộ nữa mà em chưa cập nhật vô, thì cái này tí xíu em sẽ cập nhật vô sau. Đây là tấm lòng của những mạnh thường quân gửi đến thầy. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, chị em con thì cũng không có gì hết, thầy cũng gửi đến thầy. Tổng số tiền hả? Tổng số tiền là 26 triệu. Tổng cộng là 26 triệu. Dạ, A Di Đà Phật. Thầy cũng thay mặt nhà chùa cũng như quý thầy ở tại ở đây là chùa Đức Lâm, là chùa Đồi, thì cũng thành kính cảm niệm công đức tất cả quý Phật tử đã phát tâm gieo duyên cho công trình xây dựng Tam Bảo chùa Đức Lâm được sớm hoàn thành. Và thầy cũng thay mặt cho Tam Bảo nơi đây cũng cầu nguyện cho tất cả quý Phật tử được thân tâm an lạc, vô lượng các tường như ý. Nam Mô A Di Đà Phật. Chị Trang Ngân là cái chị mà hay gửi tiền. Dạ. Cúng dạ. Cầu an đó. Dạ. Dạ. Chị Trang Ngân đó, chị đó chỉ hay gửi đó thầy. Dạ dạ dạ, thầy nhớ là cúng dạ. Cúng cầu an đó mà. Dạ đúng rồi. Có chị mới mốt là gửi cho cô an. Dạ. Rồi xong rồi chị gần con mới chia sẻ với là bạn chị cô chuyện của thầy vậy vậy á. Dạ. Chị cũng có gọi bác nhớ chị cũng vậy. Dạ. Dạ, đó là đó. Rồi con thì là 1 triệu và chị ba con á là 1 triệu. Dạ. Mấy chị em trong nhà. Mấy chị em trong nhà. Hồi nãy cảm ơn bạn Hân Trần đã chuyển khoản 400.000 gì tụi con góp được dạ. Ở một thêm thì dạ, dạ. 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 Thầy. Tí xíu cái này là chưa, đến này là phát sinh thêm nha bạn nha bạn. Dạ không là chỉ là quý rồi. Dạ, dạ trong này lúc này là Phật tử ai cũng bao nhiêu cũng quý nha. Dạ. Tí xíu cái này con Lê sẽ trích tiền túi để dạng như ứng trước nha. Ứng trước để cho bạn Ngọc này được 1 triệu. Dạ, bây giờ Hiếu Ngọc muốn mở ăn chay chương trình mà chay á, hơi chay á để cái dạ cũng được hai em Phương Lê, Phương Trinh chia sẻ về cái chùa Đức Lâm, mặc dù là Lâm Hiếu Ngọc cũng biết chùa và biết thầy cách đây 2-3 năm rồi. Nay thì Lâm Hiếu Ngọc có làm cũng có tổ chức một chương trình cầu vòng nhân ái để hỗ trợ cho chùa năm đó năm mấy thầy ha? Dạ năm 2020-2019 gì đó thầy nhớ. Ồ, dạ. Vậy đó. Dạ. Thì thời gian gần đây thì 2020. Lâm Hiếu Ngọc cũng không biết được cái thông tin là thầy sửa sang lại chùa, thì nghe Phương Trinh và Phương Lê trao đổi lại thì Lâm Hiếu Ngọc cũng muốn tổ chức lại một cái chương trình từ thiện như vậy, cộng đồng nhân ái để mà ủng hộ cho chùa nữa. Nhưng mà cái hiện tại cái khó khăn hiện tại là đang dịch đó, thứ nhất là cái khâu phát hành vé. Từ sau mùa dịch tới giờ là hầu như là cũng đã 3 năm rồi Lâm Hiếu Ngọc chưa có tổ chức lại một chương trình nào hết. Thì lần này là nếu tổ chức lại thì cũng rất mong được tất cả bạn bè, các Phật tử cũng như thầy và các Phật tử một vé như vậy á, một cái vé bức tiệc chay, vé tiệc chay là mình đến ăn một bữa tiệc
bữa chay thực hành chay, bữa tiệc chay cùng với xem chương trình nhạc thì chỉ có 200.000 thôi. Ok. À, như những lần trước, mỗi lần lần này nếu mình tổ chức á, thì khoảng 20 bàn. 20 bàn thì phát hành 200 vé. 200 vé. Nếu mà tiền toàn bộ chi phí thì Lâm Hiếu Ngọc tài trợ hết. Từ oh yeah, oh yeah. Vỗ tay cho Lâm này quá Lâm Hiếu Ngọc ơi. Là không, không riêng cái chương trình này đâu, mà tất cả các chương trình Cộng đồng Nguyên Ái đã tổ chức tính là Cộng đồng Nguyên Ái 8 rồi. Cái bà cụ này là bà cụ tiếng chùa, các bà cụ tám mấy tuổi rồi, tại nhà hàng của Lâm Hiếu Ngọc. Bà cụ ở bên đây, bà cụ ở bên đây với đứa con của bà cụ, cho đi xin lỗi cho ca sĩ, vân vân. Thì toàn bộ cái tiền bán vé được thu về 100% thì gửi xuống cho thầy. Trong cái buổi thì nó sẽ có mạnh thường quân đóng góp thêm để sẽ quyên góp lại và gửi cho thầy. Vì em bán được 5 vé trên đây rồi đó nha, người ta đăng ký rồi đó nha. là ngày tổ chức thì tất cả các bạn cùng nhau chia sẻ và ủng hộ cho cộng đồng Nguyên Ái chính để hỗ trợ thêm kinh phí cho chùa Đức Lâm. Thầy dạ trung lần, dạ trung lần, thầy trung lần, trung lần, trung lần để hoàn thành cái tam bảo. Dạ. Để cho Phật tử về cùng tu tập. Dạ. Xin cảm ơn tất cả cả nhà. Hay quá Lâm Hiếu Ngọc ơi. Cảm ơn Lâm Hiếu Ngọc rất là nhiều luôn. Đã chuẩn bị vậy là nhà mình chuẩn bị chuẩn bị một tiệc buffet chay tại nhà hàng Hai VIP là chừng nào? Thì trong tháng này đi ngày lưu bài rằm đi khổng tử nha, đường khổng tử nha quý vị. Số mấy khổng tử vậy Úc? Địa chỉ nhà mình phương số 28 khổng tử nha quý vị. Địa chỉ này rất là quen thuộc. Ngày rằm thường là Phật tử họ sẽ đi viếng các chùa. Dạ. Thường là thứ chuẩn bị cái chỗ mình đó là mình nhìn thấy lên cái núi ngoài Châu Thới luôn. Cái núi Châu Thới mà mình hay đi viếng á. Dạ, dạ, dạ. Mình đứng ngay chỗ mẹ Quan Âm đó là mẹ. Thầy cũng là thứ đó, đó, thầy bán vé phụ. Dạ, dạ, không thì thầy sẽ kêu Phật tử. Dạ. Thì mình chung tay để mình phụ cho chùa mau hoàn thiện hơn. Dạ. Hôm nay gió lớn quá. Hồi trước đó là có một cái chánh điện đó là gió nó bay nóc to luôn chánh điện luôn. Tại vì dạ. Dạ. Không có biết chính chưa, hôm nay có mít giường nhưng mà thầy có hỏi để nhờ con đó lên mà tên là hỏi rồi mít nó chưa có già cho mời hái đem lên để phật tử mình dùng. Cái gì có đăng ký vé rồi đó, đăng ký vé em. Dạ. Nó gấp vô ngày chủ nhật ha. Thà do con Hiếu Ngọc chọn sắp xếp nên ngày nào cũng được. Dạ, ngày mùng không, cái ngày đó họ đi chùa nhiều lắm. Dạ. Dạ. Thưa Phật tử của thầy họ cũng thích cái ngày chủ nhật hơn. Dạ. Dạ. Ngày thường là họ đi làm nhiều. Rồi. Em cũng xong rồi. Và giờ nhiệm vụ thứ hai chuẩn bị là câu vé là câu quan trọng với người ủng hộ cho em bán vé nữa nha mọi người, ủng hộ cho em mỗi người một vé. Chùa trước là lễ Phật, sau là để cho biết thông tin xây dựng cũng như là chia sẻ cái thông tin
của thầy để nhiều Phật tử thì cũng biết đến, để cũng như là người của ít lòng nhiều quá để trợ duyên cho chùa thì thay mặt cũng như là người làm công đức của con. Video Thiên Phúc quay về chia sẻ về chùa Đồi, về trao tới cho số tiền cho thầy, tổng số tiền là 26 triệu nha cả nhà. Tới trao cùng nhóm Phật tử của Thiên Phúc tới trao số tiền cho thầy. Sắp tới doanh nhân Lâm Hiến Ngọc tài trợ một cái buổi từ thiện búp bê chai nhịp cầu vòng nhân ái chính để lấy toàn chi phí toàn số tiền để cho thầy xây tiếp phần còn lại cho chùa, cho thầy tu tập trên con đường tập thầy cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video, chúc cả nhà buổi chiều thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe và an lạc nha cả nhà. Ở đây gió quá lớn.